Kính thưa quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay Audio Kiếm Hiệp xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới mang tên Sư Gia Bá Đạo. Đây là một bộ truyện về một gã pháp y xuyên qua thời gian trở về Minh Triều, vào động phòng thì bị tân nương xinh đẹp đuổi ra. Làm sư gia thì gặp được nhiều vụ án kỳ quái như cổ tự mưu sát án, động phòng mê án, thư viện huyết án. Rất nhiều các vụ án đều là tầng tầng sương mù, làm cho người ta phải đau đầu. Hắn đã vận dụng kiến thức pháp y và trinh thám của mình để phá án, cẩn thận thăm dò tỉ mỉ kiểm nghiệm, kín đáo trinh thám, vạch trần tầng tầng lớp lớp sương mù, rốt cục để tìm ra chân tướng của những vụ án ly kỳ đó. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập đầu tiên của bộ truyện, mời quý vị cùng lắng nghe. Bóng đêm mịt mù, vô vàn ánh sao lấp lánh, đêm đầu hạ nên còn hơi lạnh. Phía sau hoa viên phủ đệ của viên ngoại công bộ ngũ phẩm Hạ Hồng, trên thảm cỏ xanh truyền đến thanh âm đôi nam nữ nói chuyện. Chợt nghe tiếng nữ hài hoang mang rối loạn khẩn trương nói: "Thiếu gia, hôm nay chính là đêm động phòng hoa trúc của ngài, ngài cùng với nô tỳ tiểu thư, à không, thiếu phu nhân biết sẽ không vui đâu." Nam tử kia nói: "Ta mặc kệ, hài đường bảo bối, ngươi mau đem phong lưu thủ đoạn ra đây, thiếu gia ta chờ không kịp nữa rồi." Tiếp theo là tiếng xé rách quần áo cùng tiếng nữ tử nhẹ giọng kêu lên sợ hãi, rồi lại là một trận âm thanh lạ tai. Bỗng nhiên trên bầu trời đầy sao có một điểm càng lúc càng sáng, sáng chói mắt. Đúng lúc này thân mình thiếu gia kia cứng đờ, tay phải đặt trước ngực phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Lập tức gã gục đầu xuống bên cô gái trần trụi bên dưới không nhúc nhích. Đúng lúc này một đạo thiểm điện xé toạc trời đêm đánh thẳng vào người gã, hào quang bắn ra bốn phía như thiện thần tiên hạ phàm. Nữ tử kia đang nhắm mắt lại thở hổn hển, phối hợp cùng động tác của gã, bỗng nhiên phát hiện thiếu gia bất động, cảm thấy kinh ngạc. Nàng vẫn nhắm mắt không hề phát hiện vừa rồi thiếu gia ôm ngực, mặt mũi thống khổ. Cô gái đợi một lát vẫn không thấy gã nhúc nhích, lập tức cảm giác cái gì đó đè nặng lên người, lúc này mới cuống quýt mở mắt ra, liền thấy một đạo bạch quang như tia sét bổ vào người thiếu gia trần trụi. Đạo thiểm điện này im mắng, tuy rằng cô gái không có nghe thấy tiếng sấm, thế nhưng trong giờ phút này khiếp sợ tuyệt đối không thua gì bị sét đánh. Cô đưa tay ra dò tìm hơi thở của thiếu gia, phát giác gã đã ngừng thở, sợ tới mức kinh hoàng thét chói tai vang vọng toàn bộ sau hoa viên. Nàng giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi thân xác nam tử đang đè lên người, áo váy hỗn loạn, kinh hoàng chạy ra bên ngoài. Chạy đến cửa sau hoa viên, một lão giả chòm râu hoa dâm theo trong bóng tối vươn tay ôm lấy nữ tỳ. "Hải Đường, ta không phải gọi ngươi ở sau hoa viên hầu hạ thiếu gia hay sao? Sao lại chạy đến đây? Thiếu gia đâu?" Nữ tỳ tên Hải Đường bộ dạng hoảng sợ: "Nguy, nguy rồi, vừa rồi một đạo tia chớp đem thiếu gia đánh chết rồi." Dứt lời oà một tiếng khóc lên. "Cái gì?" Lão đầu cả kinh: "Nhanh đi báo cho lão gia cùng phu nhân biết." Sau đó bước nhanh sau hoa viên chạy tới. Lão đầu bước nhanh lại gần người nam tử, chỉ thấy hắn trần truồng lộ thể, hai mắt đã trắng dã, miệng sùi bọt mép. Lần tìm hơi thở đã thấy khí tuyệt bỏ mạng, nhất thời gào khóc đứng lên. Chỉ chốc lát, viên ngoại lang Hạ Hồng mang theo phu nhân cùng nhất đại băng tử nha hoàn, người hầu hừng hực chạy tới sau hoa viên. Vừa thấy bộ dáng nam tử cũng luống cuống, Hạ Hồng vội hỏi nói: "Thiên sở làm sao vậy?" Lão đầu vừa rồi đã lấy quần áo mặc loạn vào cho nam tử, phục trên người hắn bi thanh khóc. Nghe được lão gia hỏi, liền đáp: "Hải Đường, nó nói hai bọn họ ở phía sau hoa viên, lúc đó thiếu gia bị một tia chớp bổ xuống, đã kinh sợ, ta đã làm lão gia thất vọng à." Khi nói chuyện, lão lệ đã tung hoành. Đứng ở một bên, trên mặt hạ phu nhân hiện ra một tia giải thoát, khoái ý, nhưng lại giả ý bi thanh khóc lên. Phía sau đám người hầu đang đứng vây lại, một tiểu nha hoàn mắt to, bộ dáng thập phần tuấn tú, liếc mắt nhìn Hải Đường, sợ tới mức phát run đang trốn trong góc. Lại quay đầu nhìn thoáng qua nam tử quần áo không chỉnh tề nằm trên cỏ, khẽ gắt một tiếng, lẩm bẩm: "Chết hay lắm, tân hôn đại hỷ lại đi làm chuyện này, xứng đáng bị sét đánh mà." "Phi Yến, không được vô lễ." Hạ phu nhân quay đầu trừng mắt nhìn nha hoàn kia một cái. Nha hoàn Phi Yến vội vàng không người đáp ứng, không dám nói nữa. Hạ Hồng dậm chân than: "Ai da, ông trời ơi, ta đã không chiếu cố tốt cho thiên sở, đã làm cho phụ thân hắn dưới suối vàng thất vọng rồi." Nguyên lai thanh niên nam tử trên mặt đất này tên là Mạnh Thiên Sở,
phụ thân Mạnh Hào cùng công bộ viên ngoại lang Hạ Hồng, Hạ Đại Nhân là thiếu niên đồng song hảo hữu, tình như thủ túc, kết làm huynh đệ. Bởi vì hai nhà giao hảo, sau lại hai nhà sinh một nam một nữ, liền kết thông gia. Tham gia khoa cử, Hạ Hồng tên đề bảng vàng, trung học tiến sĩ, sau đi lên con đường làm quan, quan tới công bộ ngũ phẩm viên ngoại lang. Còn Mạnh Hào không chỉ thi trượt, hoàn cảnh lại sa sút. Hai vợ chồng cuối cùng buồn bực mà chết. Hạ Hồng là người trọng tình trọng nghĩa, trọng chữ tín. Tuy rằng Mạnh gia đã suy tàn, nhà Mạnh Hào lại đã chết, nhưng hắn lại như trước thủ tín. Đầu tiên là giúp đỡ đốc thúc Mạnh Thiên Sở kỳ thi khoa cử, muốn cho hắn đạt công danh rồi sẽ cùng con gái mình thành thân. Không nghĩ rằng Mạnh Thiên Sở tư chất kém cỏi, cầm lấy tứ thư ngũ kinh lên buồn ngủ, tầm hoa vấn liễu, đường ngang ngõ tắt thì tinh thông. Chuyện này làm Hạ Hồng tức giận đến thiếu chút nữa học máu. Hạ Hồng mắt thấy Mạnh Thiên Sở đã ngoài 20, lại giống cha hắn, khoa cử thì không trúng, con gái mình cũng đến tuổi lấy chồng, nếu không gả sớm sẽ bị người khác chê cười, rơi vào đường cùng, lúc này mới an bài hai người hôm nay thành thân. Không có nghĩ tới, sau khi bái thiên lạy địa đưa vào động phòng, Mạnh Thiên Sở này không biết tốt xấu, ở trong động phòng hưởng thụ mà lại chạy đến sau hoa viên cùng tiểu nha hoàn lêu lổng, nghe người hầu nói đã bị sét đánh chết. Sét đánh chết ư? Không có khả năng. Hạ Hồng dưng mắt nhìn bầu trời đầy sao, quát lão đầu: nói bậy, không có mây đen, không có trời mưa, sao lại có sét đánh được? Lão đầu này là người hầu của Mạnh lão gia. Mạnh gia tuy rằng suy tàn, vợ chồng trước sau qua đời, hắn lại vẫn là trung thành và tận tâm, vẫn đi theo thiếu gia Mạnh Thiên Sở. Nghe xong lời này, lão đầu cuống quýt nói: lão nô cũng là nghe Hải Đường nói thôi. Hạ Hồng sắc mặt xanh mét, quay người lại nhìn chằm chằm Hải Đường: con tiện nhân này rốt cuộc sao lại thế này, nói mau. Hải Đường sợ tới mức toàn thân phát run, quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu xin tha thứ: là lão đầu cho ta 2 sâu tiền, bảo ta đến sau hoa viên với thiếu gia, kết quả trên trời bổ xuống một đạo sét đánh thiếu gia chết rồi. Còn dám nói bậy ư? Trời thì đầy sao, cớ sao lại có sét được? Hạ Hồng nhận định Hải Đường chính là nói dối, giọng căm hận nói: rõ ràng là ngươi câu dẫn thiếu gia, đêm nay đầu hạ làm cái chuyện này giữa trời giá rét đất đông lạnh, không bệnh mới lạ, bây giờ đã chết rồi, còn tiện nhân này đem động phòng hoa trúc cũng dám câu dẫn chú rể, thật sự là không biết sống chết mà. Người đâu, đem nó xuống quất 100 roi, đưa quan xử theo pháp luật. Chúng gia nô cùng kêu lên đáp ứng, tiến lên đưa Hải Đường đi. Hải Đường một bên giãy giụa, một bên khóc lóc kể lể oan uổng. Đang ở thời điểm căng thẳng, chợt nghe trên mặt đất Mạnh Thiên Sở nằm ấp táp a một tiếng, rồi chậm rãi mở to mắt, chuyển đầu mọi nơi nhìn xung quanh. Ta đây là ở nơi nào? Não đầu vừa mừng vừa sợ ôm chặt lấy Mạnh Thiên Sở: thiếu gia, ngài không có việc gì chứ? Thật là quá tốt rồi, lão nô còn tưởng rằng người đã chết rồi, hiện tại không có gì, thật là tốt quá. Hạ Hồng lại mừng rỡ khom người xuống hỏi: Thiên Sở, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi, nằm yên đừng nhúc nhích, cảm giác thế nào? Hạ phu nhân cùng tiểu nha hoàn xinh đẹp Phi Yến đều tỏ vẻ thất vọng, còn Hải Đường tìm được đường sống trong chỗ chết không khỏi kinh hỉ. Nghe xong lời nói của lão đầu, Mạnh Thiên Sở sừng sốt lăn lông lốc ngồi dậy, nhìn mọi nơi, lại nhìn chằm chằm quần áo của một đám cả trai lẫn gái đang vây quanh mình, kỳ quái lắp bắp nói: các ngươi, ta vì cớ gì mà hắn có phản ứng như thế này? Nguyên lai Mạnh Thiên Sở này không phải Mạnh Thiên Sở, nguyên lai hắn là một hình cảnh pháp y ở xã hội hiện đại. Hôm nay trên núi bỗng phát hiện một cỗ thi thể vô danh, hắn phụng mệnh mang theo dụng cụ pháp y đi trước khám nghiệm tử thi, đi trên sơn đạo quá mót nên chui vào bụi cỏ ven đường đi tiểu, một đạo bạch quang vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đưa hắn cùng vali xách tay hút đi. Hắn chỉ cảm thấy đến bên người điện quang lòe lòe, vật đổi sao rời, thế giới xung quanh quay tròn, không biết qua bao lâu hống lên một tiếng rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại đã nằm ở đây, một đám người ăn mặc quần áo cổ đại kỳ quái vây quanh mình. Trong đầu hắn hiện lên những từ ngữ khủng bố nhưng cũng thập phần kích động: xuyên qua đường hầm thời gian, thuyết tương đối, du hành xuyên không. Kỳ quái, nếu đi qua xuyên thời gian mình phải mặc cảnh phục chứ, sao lại biến thành trường bào thế này? Xem ra những người này đều đã nhận ra mình, hơn nữa có vẻ là còn có quan hệ nữa.
bên cạnh lão nhân này còn gọi mình là thiếu gia, chẳng lẽ ta là người phú quý hay sao? Những người này sao lại nhận ra mình, hoặc là tướng mạo mình tương tự thiếu gia bọn họ? Nếu không, chính là mình đã tá thi hoàn hồn. Tá thi hoàn hồn ư? Vừa rồi lão nhân kia nói hắn nghĩ rằng mình đã chết, vậy thực có thể đã chết, sau đó chính mình tá thi hoàn hồn lại sống lại đây. Không đúng, trên thế giới này nào có quỷ a? Chính mình nhiều năm trước là phần tử tích cực, viết thư xin gia nhập đảng. Đảng chúng ta chính là thờ phụng chủ nghĩa Mác, là thuyết vô thần. Nếu không có quỷ hồn, sao lại xảy ra chuyện này? Xuyên qua thời không vẫn là tá ti hoàn hồn. Đúng rồi, giống như trong bộ phim khoa học viễn tưởng, nó đến một loại máy móc thời gian, có thể đem thân thể người phân giải thành các phần tử kết cấu, xuyên qua thời không đến nơi rồi tổ hợp lại. Chẳng lẽ chính mình cũng là như vậy sao? Hóa ra hắn đoán không sai thực tế nhiều. Thời điểm hắn đi tiểu, có một chiếc UFO đi ngoang qua địa cầu, máy móc gặp trục trặc, mở ra một đường hầm thời gian ngoài ý muốn, vừa lúc đánh trúng hắn cùng vali đựng dụng cụ pháp y. Cái vali được chuyển nguyên vẹn theo thời gian, nhưng đối với hắn, đường hầm thời gian chỉ đưa toàn bộ ký ức của hắn về quá khứ, nhập vào bộ não vị thiếu gia số số kia. Nói cách khác, đây vẫn là thi thể của vị thiếu gia cổ đại, nhưng bộ não của thiếu gia đã đổi thành bộ não của hắn, cho nên cũng không phải tá thi hoàn hồn, cũng không phải đầy đủ ý nghĩa du hành thời gian. Chính xác ra là bộ não của hắn đi về thời cổ đại thay bộ não của vị thiếu gia kia. Người hành tinh tuy rằng phát hiện chuyện này sai lầm, nhưng lại lười quản chuyện này mà UFO chạy mất, cho nên với chuyện này hắn nghĩ muốn nát đầu cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Hạ Hồng kỳ quái nhìn hắn hỏi: Thiên Sở, ngươi không sao đấy chứ? Có cần ta tìm Lăng Trung cho ngươi không? Mạnh Thiên Sở lo sợ không yên, không biết phải làm sao. Chờ mình đứng dậy nhìn y bào lộn xộn trên người mình, mặt tràn đầy kinh ngạc, nghĩ thầm rằng: Thiên Sở, tên của ta kêu là Thiên Sở sao? Không có họ Thiên, hai chữ này giống như là tên vậy, họ của mình đâu? Trong lòng hắn còn khiếp sợ, giờ phút này đầu có một ý niệm: tình huống phía trước không rõ thế nào, không thể nói lung tung được, đừng làm cho mình trở thành thiên ngoại phi tiên, sẽ bị bắt lại làm triển lãm, vậy là xong đời rồi. Động chân động tay một chút, lắc đầu gượng cười nói: Ta không sao. Hạ Hồng thấy hắn sắc mặt khác thường, còn tưởng rằng hắn làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, xấu hổ không chịu nổi. Hắn hết bò lên, nhìn đông rồi lại nhìn tây, thân thể thật không có vấn đề gì, liền mỉm cười nói: Không có việc gì là tốt rồi. Lão đầu, Phi Yến, các ngươi còn không mau đưa thiếu gia về, lão phu nhất định phải trách phạt thật nặng. Đúng lúc này, vài người hầu hoang mang rối loạn khẩn trương chạy tới, gấp giọng nói: Lão gia, sau hoa viên phát hiện một cái dương dẹt rất nặng, không biết từ đâu tới. Hắn vội hỏi: Dương dẹt ư? Màu trắng phải không? Có thể xách theo phải không? Đúng vậy, thưa cô gia. Cái đó của ta, phải là bằng hữu cho ta, mau đem tới cho ta. Hắn úp úp mờ mờ nói: Đó chính là thiết bị dụng cụ pháp y, khí giới cùng tủ thuốc. Không biết mình đi vào triều đại nào, nhưng cái dương bảo bối này thì không thể làm mất được. Hạ Hồng đã biết chú rể mới này cả ngày thích đảo lộn đường ngang ngõ tắt, cái dương lớn này khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, có tâm giáo huấn vài câu. Khả năng hôm nay là ngày đại hỷ, cũng không muốn nói nhiều, liền hừ một tiếng, phất tay áo bào một cái, xoay người đi. Hạ phu nhân cũng đi theo sau. Nha hoàn Phi Yến ý không vui, liếc xéo hắn một cái, lạnh như băng nói: Cô gia, quay về động phòng đi. Hắn còn đang hết nhìn đông tới nhìn tây, không chú ý tới lời này. Phi Yến đè cao giọng: Này Mạnh thiếu gia, ngươi có đi hay không hả? Mạnh thiếu gia, mình họ Mạnh sao? Tên mình là Mạnh Thiên Sở. Tên này nghe cũng ổn, nếu ta trú trong thân này lại ở nhà hắn, từ nay về sau dùng tên này cũng tốt à. Mạnh Thiên Sở hỏi Phi Yến nói: Đi đâu à? Phi Yến trừng mắt liễu: Động phòng, biết rõ rồi còn hỏi. Động phòng ngư? Mạnh Thiên Sở kinh hỉ, vận số mình cứt chó, xem ra rất không sai, xuyên qua thời gian trở lại cổ đại, lên vào động phòng hoa trúc, thật sự là quá thích. Trộm nhìn tiểu nha hoàn tuấn tú vội hỏi: Ta cùng ai động phòng? Là hai chúng ta sao? Phi Yến trừng mắt nhìn hắn nước một cái: Mỹ tử ngươi, miệng lưỡi láo lỉnh, nếu ngươi không đi thì ta đi đây. Đi, ta đi cùng. Mạnh Thiên Sở vội vã không ngừng kêu lên. Lúc này Gia Nô đã đưa hắn dương pháp y vật chứng. Phi Yến xoay người đi khỏi hoa viên, Mạnh Thiên Sở vội vàng đem theo dương cho lão đầu, dặn hắn bảo quản tốt,
sau đó vội vàng đuổi kịp. Lão đầu thấy thiếu gia chết đi sống lại, không khỏi mừng rỡ, xách theo Dương ở phía sau. Đi qua nhiều lầu các, hành lang gấp khúc, lúc này mới đi vào một tiểu viện. Tiểu viện tử răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ thẫm treo trên cao. Đại hoa hỉ tự dán trên tường, trên cửa. Mạnh Thiên Sở vừa mừng vừa sợ, nghĩ thầm rằng đây chính là động phòng trong truyền thuyết sao. Lão đầu ở phía sau đuổi theo vài bước nói: "Thiếu gia, lão lô sẽ ở cửa hầu hạ." Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, nghĩ thầm rằng: "Ta vào động phòng hưởng thụ nhân sinh thú vị, ngươi không ở cửa, chẳng lẽ còn muốn vào theo sao?" Phi Yến đã đi vào trong phòng, Mạnh Thiên Sở cũng vội vàng vạch rèm cửa rồi vào theo. Đây là gian ngoài của tân phòng, là nơi ở của nha hoàn, gian trong mới là gian động phòng của hắn. Ở hai gian chỉ có một khung cửa, không có cánh cửa mà dùng vải lụa đỏ thẫm làm rèm cửa ngăn cách. Mạnh Thiên Sở vén rèm lên rồi vào buồng trong, thấy đồ đạc bố trí trong phòng lại càng vui sướng. Trên uyên ương hỉ sàng, một nữ tử đang ngồi, chiếc khăn van đỏ thẫm quàng trên cẩm y, thân hình kiều diễm thướt tha. Quả thực Mạnh Thiên Sở đã cười đến rách miệng, không nghĩ rằng mình đi xa ngàn dặm về cổ đại, chuyện đầu tiên làm chính là động phòng. Quả thực là quá thích, làm hắn quên hết lo lắng với sợ hãi. Nha hoàn Phi Yến đến bên tân nương, thấp người xuống cầu nhàu mấy câu. Tân nương kia hừ một tiếng, tuy nhẹ nhưng trong như tiếng sáo, du dương như thụ cầm đàn tranh, thực rất tự nhiên, làm hắn vò đầu bứt tai, cao hứng vô cùng. Phi Yến đứng lên lạnh lùng nói: "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không lại đây vén khăn van?" "Háo." Mạnh Thiên Sở hào hứng đi đến bên người tân nương, làn hương thanh u tự nhiên phảng phất bên người nàng, làm toàn thân hắn dạo rực, quả thực rất thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài khen: "Wow, thơm quá à." Rồi với tay bắt lấy một góc khăn van, chậm rãi vén lên. Khuôn mặt tân nương từ từ lộ ra, đầu tiên là cái cằm đầy đặn, sau đó là cái miệng anh đào hồng hồng nhỏ nhắn, cái mũi cao thẳng, rồi lại đến cặp mắt phượng đen láy, lông mi dài cong vút tự nhiên, nhất thời làm hắn yêu thương vô vàn. Nếu nói Phi Yến đã là mỹ nữ hiếm thấy, tân nương tử kia quả thực là giai nhân viu vật, tiên nữ hạ phàm. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng đặt khăn vang xuống dưới, nhìn lại tân nương tử kiều mị vô hạn, vô cùng cao hứng. Chỉ tiếc tân nương này ánh mắt lạnh như băng, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Phi Yến ở bên lạnh lùng nói: "Khăn van đã vén, ngươi còn không mau đi ra ngoài đi." "Đi ra ngoài? Đi đâu?" Mạnh Thiên Sở ngây ngốc hỏi. Phi Yến trừng mắt: "Đó là điều ngươi thích mà, không phải ngươi vừa ở hậu hoa viên cùng con hồ ly hải đường chơi đùa sao? Tiếp tục tìm nàng ta đi, nếu không thì đi xóm làng chơi tìm người thân mật đi." Mạnh Thiên Sở có chút phản ứng, khẳng định vị thiếu gia mình đang dùng thân thể là một hoa hoa công tử, đã làm tân nương mất hứng, xem ra thanh minh mới được, vội khom người nói: "Vừa rồi ta..." Vừa mở miệng lại nghĩ, nghe ý tứ Phi Yến giống như vừa rồi chính mình, à không, gã thiếu gia này ở cùng một nữ tử tên là Hải Đường, vui vẻ ở hậu hoa viên. Xong đời, loại chuyện thế này làm thế nào giải thích đây, lại còn bị nha hoàn Phi Yến bắt tại trận nữa chứ. Không đợi Mạnh Thiên Sở tìm biện pháp giải thích, tân nương tử đã nói: "Được rồi, ngươi không cần phải nói, ngươi làm chuyện gì ta cũng không xen vào, ta cũng không muốn quản, giữa hai chúng ta cũng đâu có gì đâu, chỉ giả làm vợ chồng một năm, hiện tại mời ngươi đi cho." "Giả vợ chồng một năm?" Mạnh Thiên Sở choáng váng lẩm bẩm: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây, sao lại thế này?" Tân nương kia lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở: "Ngươi đừng có quên, ta gả cho ngươi chính là vì không muốn phụ thân ta trở thành người bội bạc. Nếu không phải chúng ta được hứa hôn từ nhỏ, cha mẹ ngươi cũng không còn sống, hạ gia chúng ta cũng không phải người nói lời không giữ, cho nên mới gả cho ngươi. Chẳng qua hôn sự này cũng chỉ làm cho người khác xem mà thôi. Ngươi đừng có mơ tưởng bước vào phòng của ta. Không nói nhiều nữa, mời ngươi đi ra ngoài." Nghe xong lời này, Mạnh Thiên Sở có chút hiểu ra vấn đề. Tân nương căn bản là không nghĩ gả cho mình, chỉ bởi vì cha mẹ hai bên đã định hôn sự từ trước. Ép duyên kiểu phong kiến thế này thật sự là hại chết người. Hắn nghĩ thầm rằng mình ở trong thân thể vị thiếu gia kia, đêm tân hôn lại cùng nữ nhân khác làm chuyện sằng bậy, thật là bó tay. Hắn thầm nghĩ, ta và gã không giống nhau, ta đường đường là cảnh sát hình sự, tốt nghiệp học viện pháp y, bất quá chuyện này không có cách nào để giải quyết. Dỗ dành một nữ hài tử chỉ còn cách dùng hảo ngôn ngữ, hảo từ ngữ mà thôi. Mạnh Thiên Sở thần tình tươi cười, dùng da mặt dày năm xưa đi cơ gái ở đại học, thập phần thành khẩn nói:
ta sửa có được không? Những lời này được tình chân ý thiết, ngay cả Mạnh Thiên Sở chính mình cũng cảm thấy được một chút cảm động. Có điều tân lương kia vẫn lạnh như băng nói: miễn đi, hai chúng ta đâu có gì, làm vợ chồng danh nghĩa một năm, người viết hưu thư đưa cho ta, từ nay về sau không ai nợ ai cả. Hưu thế? Từ ngữ này rất quen thuộc à, hình như là phương pháp ly hôn ngày xưa vậy. Sao là định thời gian ly hôn ngay đêm tân hôn thế này? Thế thì giả kết hôn làm gì đây? Nguyên lai người nhà nữ tử này không muốn hủy hôn, người ta lại nói bọn họ chê nghèo thích giàu nên mới làm chuyện này. Phi Yến đẩy mạnh Mạnh Thiên Sở một cái: này, lời tiểu thư nói ngươi chưa nghe rõ sao, còn không mau đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở thình lình bị đẩy một cái lảo đảo, nhất thời tức khí, nghĩ thầm rằng: ta quả thật không có ngạo khí, nhưng ít ra cũng có chút tự trọng. Nếu không phải là thiệt tình, chẳng qua chỉ là một trò chơi, việc gì mình cần phải mặt dày níu kéo, cứ coi như một giấc mộng đi. Hắn cho tới giờ vẫn chưa từng cùng ai hẹn ước điều gì. Năm xưa trong trường đại học cũng từng theo đuổi các nữ sinh xinh đẹp, nhưng cũng biết rằng cầm được thì cũng buông được, chưa bao giờ khóc sướt mướt vì thất tình. Mạnh Thiên Sở đứng vững, thở dài một tiếng: nguyên lai là hoa rơi hữu ý, tùy lưu thủy, lưu thủy vô tâm luyến hoa rơi. Một khi đã vậy, chúng ta đều tự trân trọng đi, cáo từ. Hai chân đứng thẳng, giơ tay chào theo nghi thức quân đội, quay về phía sau, sải bước đi thẳng. Không còn phải làm hình cảnh pháp y nữa, hắn bước đi trong lòng đắc ý, không để ý vấp vào bậc cửa, lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Cũng may, trước khi huấn luyện không nhàn hạ, thân thủ coi như nhanh nhẹn, bước lên trước vài bước, rốt cuộc đứng lại được. Hắn vừa đứng vững, đã nghe đằng sau động phòng, đại môn đóng dầm một cái thật mạnh. Mạnh Thiên Sở chỉnh lại y phục, nhìn quanh xem có người nào chú ý tới mình hay không. Rất tốt, trừ lão đầu đang cung kính đợi hắn ở đó, còn không còn ai cả. Hiện tại Mạnh Thiên Sở xem như hiểu được lão đầu vì cớ gì mà chờ hắn ở cửa. Hóa ra lão cũng đã biết Mạnh Thiên Sở vào chắc không quá một hồi sẽ bị đuổi ra, cho nên mới đứng ở cửa hầu hạ. Mạnh Thiên Sở cúi đầu nhìn hỉ bào đỏ thẫm đang mặc. Từ bé tới giờ hắn chưa mặc qua thứ này, cho nên thấy không quen. Bất quá hắn có xem qua kinh kịch, nhớ lại động tác của diễn viên bắt chước cách đi. Hắn đi vài bước rồi lại vài bước, cũng không quá khó khăn, cứ như vậy đi cũng được rồi. Lão đầu không biết từ đâu lấy ra cái đèn lồng, thấy Mạnh Thiên Sở đi ra, vội vàng cầm đèn chạy đến, khom người nói: thiếu gia, chúng ta đi đâu bây giờ? Hỏi thưa, đương nhiên là đi ngủ rồi, muộn thế này rồi, không ngủ còn làm gì đây? Là lão nô hỏi chúng ta về thư phòng hay là đến liễu hoa ngõ đây? Ngõ liễu hoa, đi vào đó làm gì? Lão đầu kỳ quái nhìn Mạnh Thiên Sở: đi tìm các nàng Miên Vân, Thúy Hồng à? Thấy ánh mắt nghi hoặc của lão đầu, Mạnh Thiên Sở trong lòng âm thầm nghĩ: đừng có nói lung tung, thân thể này trước đây là của Mạnh thiếu gia, trí nhớ của thiếu gia nửa điểm cũng không lưu lại, chỉ để lại mỗi thân xác này. Nghe lão đầu nói tên hai nữ tử, nghe tên hiển nhiên là nữ tử Trăng Hoa, hắn không có hứng thú đối với những nữ tử như vậy. Hiện tại vừa mới về quá khứ còn chưa thích ứng, lại bị tân nương đuổi ra khỏi động phòng hoa trúc, đầu óc quay cuồng, tốt nhất là ngủ sớm một chút, việc này về sau sẽ nói. Vì thế Mạnh Thiên Sở khoắt tay nói: không đi, đưa ta về thư phòng. Lão đầu nghiêng người, cầm đèn lồng trong tay vươn cao, chờ Mạnh Thiên Sở đi trước. Mạnh Thiên Sở nhìn tư thế lão, đoán vì lão là hạ nhân nên không dám đi trước chủ nhân. Lão muốn Mạnh Thiên Sở đi trước, còn mình cầm đèn chiếu sáng phía sau. Mạnh Thiên Sở nào có biết thư phòng ở chỗ quái nào đâu, liền ho khan một tiếng nói: lão đầu, ngươi lên đi trước đi. Chủ nhân có lệnh, nào dám không theo. Lão đầu vội vàng giơ đèn tiến lên hai bước, nhưng cũng không dám đứng trước mặt hắn, chỉ ở ven ven đường. Thư phòng ở ngay trong tiểu viện này, chỉ cách động phòng vài chục bước chân. Chú rể cùng tân nương ở cùng một tiểu viện, người ngoài không biết đều nghĩ bọn họ tương thân tương ái ở cùng một chỗ, trên thực tế là ở hai nơi riêng biệt. Mạnh Thiên Sở đẩy cửa phòng bước vào, bên trong là hai gian. Hắn lượn quanh một vòng, thấy gian ngoài là thư phòng, gian trong là buồng ngủ. Cái dương pháp y của hắn dựng ở góc tường. Hắn mở ra nhìn, thấy bên trong thiết bị khí giới đều hoàn hảo, không tổn hại gì. Thư phòng này thật đúng là thư phòng, có rất nhiều cuốn sách. Mạnh Thiên Sở hứng thú lấy ra một quyển đọc thử, lật vài trang. Tất cả đều là chữ phồn thể nhưng lại dựng thẳng, không có dấu ngắt câu. Hắn có sức đọc một đoạn nhưng không biết ngắt nghỉ ở đâu, cũng chẳng hiểu sách viết gì. Lại cầm mấy quyển sách khác đọc cũng không hiểu.
đặt sách về chỗ cũ, hắn buông người ngồi xuống ghế. Lão đầu đem một tách trà và cho Mạnh Thiên Sở. Hắn hàm hàm hồ hồ mà hỏi: Lão đầu, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta lại chết ngất vậy? Lão đầu khom người nói: Lão nô cũng không rõ ràng. Lão nô căn cứ thiếu gia phân phó cho nha hoàn Hải Đường hai sâu tiền, sau đó đưa nàng ta đến hậu hoa viên phục vụ thiếu gia. Một lát sau thấy nàng hoang mang rối loạn chạy ra, nói là thiếu gia bị một đạo sét đánh trúng. Lão nô tới xem thấy ngài không còn hơi thở, còn tưởng rằng thiếu gia thật sự là cát nhân thiên tướng à. Cho Hải Đường phục vụ mình ư? Hóa ra mình trở về quá khứ lại nhập vào người gã thiếu gia này, quả thật là không phải người mà. Đêm tân hôn lại tìm nha hoàn làm cái chuyện này, thật là không biết nha hoàn này bộ dạng như thế nào đây. Vừa rồi gặp nhiều chuyện, cái gì cũng vội vội vàng vàng, hắn thật chưa chú ý. Hiện tại tỉnh táo lại mới nhớ tới vấn đề này. Mạnh Thiên Sở chần chờ một chút, ngượng ngùng nói: Hải Đường. Lão đầu lập tức hiểu ý, vội hỏi: Để lão nô đi gọi Hải Đường. Lập tức xoay người bước ra cửa. Kỳ thật Mạnh Thiên Sở rất tò mò, hắn mới tới đây thấy cái gì cũng lạ, đợi một hồi vẫn chưa thấy lão đầu quay về, chán muốn chết, lại đến gần giá sách cầm một quyển lật xem, là quyển Đại Minh Luật. Mạnh Thiên Sở tuy là học chuyên ngành pháp y, tuy nhiên cũng học qua cơ bản về luật pháp, chẳng qua không phải chuyên ngành nên cũng không thật sự học. Hơn nữa Đại Minh Luật này cũng được viết bằng chữ phồn thể, lại dâng thẳng, vô cùng khó đọc. Tả Hữu Vô Sự nhàm chán cực kỳ, bèn kiên trì đọc từng chữ một từ trên xuống. Tuy chữ phồn thể hắn không nhớ được cụ thể từng nét chữ viết thế nào, nhưng đại bộ phận vẫn nhận ra được mặt chữ. Đọc thật chậm, khoảng một tuần trà mới đọc hết được một trang. Lúc này lão đầu đã chạy vào, mặt vẻ có chút xấu hổ. Mạnh Thiên Sở nhìn về phía lão có ý hỏi. Lão cười trừ nói: Thiếu gia, Hải Đường nàng làm sao vậy? Nàng bị lão gia dùng gia pháp quất 100 roi, đùi và mông bị đánh cho da chóc thịt bong, giờ chắc nằm trên giường đau chết đi sống lại. Lão nô đoán rằng nếu thiếu gia không có việc gì, lão gia hẳn sẽ không trách phạt Hải Đường đâu. Bất quá nghe nói là có chủ ý. Mạnh Thiên Sở vỗ bàn: Nữ tử này thật ngoan độc a. Tiểu thư này tuy rằng đối với mình lạnh như băng, đuổi mình ra khỏi động phòng, nhưng nghe nói nha hoàn câu dẫn chồng nàng, nhưng kỳ thật là chồng nàng câu dẫn nha hoàn, thì xui khiến lão gia đem Hải Đường đánh đòn. Tiểu nữ tử này nhất định là ghen tị. Lập tức hắn nghĩ lại, không đúng, chỉ sợ không phải là ghen. Ghen là biểu hiện của yêu. Như vừa rồi tiểu thư này căn bản rất xem thường Mạnh thiếu gia, thậm chí là khinh bỉ. Yêu thế nào được, không có yêu tại sao lại ghen? Bữa tiệc do này chẳng qua là nàng làm trên danh nghĩa để cho thấy thái độ của thê tử mà thôi, chẳng phải là ghen. Nghĩ đến đây nhất thời hắn thộn mặt ra. Nghĩ tới tiểu thư, hắn mới nhớ tới đến lúc này hắn vẫn chưa biết nàng tên gọi là gì, cũng không thể hỏi lão đầu được. Vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn lão đầu, đôi tay lão thật không giống người làm việc nặng, nói không chừng lại biết chút chữ nghĩa, nhân tiện nói: Lão đầu, người viết một mảnh giấy gửi thiếu phu nhân, nói ta đói bụng, bảo Phi Yến làm cho ta chút thức ăn. Lão đầu vội hỏi: Việc này lão nô làm tốt mà, lão nô đến phòng bếp bảo bọn họ làm, thiếu gia muốn ăn gì đây? Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói: Không không, ta bảo Phi Yến làm, lão tử dù thế nào cũng là cô gia, ngay cả một tiểu nha hoàn cũng không chỉ huy được, còn là cô gia cái rắm gì đây? Bảo người viết thì người viết đi. Lão đầu đoán rằng chắc là vừa rồi ở động phòng bị tiểu thư cùng nha hoàn làm bực bội, không có biện pháp với tiểu thư, trong lòng hờn dỗi bèn cố ý gây sức ép lên Phi Yến. Lão vội gật đầu đáp ứng, trên bàn có sẵn giấy bút, bèn thoăn thoắt viết rất nhanh, xong hạ bút mắt nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cầm lấy tờ giấy, thấy trên giấy viết: Nương tử, cảm phiền Phi Yến cô nương làm cho vi phu bữa ăn khuya. Nét chữ này thật sự là rất khá. Hắn không biết rằng lão đầu trước kia là thư đồng tốt của phụ thân Mạnh Thiên Sở, chữ nghĩa cũng không ít. Bất quá bữa ăn khuya cũng không phải là mục đích chủ yếu của Mạnh Thiên Sở, liền trừng mắt nói: Ai bảo ngươi viết khách khí như vậy, viết lại, viết nghiêm khắc một chút, phải gọi thẳng tên ra. Phi Yến cô nương cái gì, kêu Phi Yến nha đầu. Ra lệnh cho Phi Yến làm cho ta bữa ăn khuya, nếu không đáp ứng thì ra pháp hầu hạ. Một tiểu nha đầu mà dám quát mắng cả lão tử, cổ đại này không phải là trọng nam khinh nữ hay sao? Lão tử không tin không thể chế phục được nàng ta. Lão đầu âm thầm lè lưỡi, xem ra cục tức của thiếu gia không nhỏ. Với câu cổ đại này có chút không hiểu,
Bất quá thấy Mạnh Thiên Sở nổi giận đùng đùng, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng thay giấy để bút viết lần nữa. Mạnh Thiên Sở ghé đầu coi, chỉ thấy trên giấy viết: Hạ Phượng Nghi nương tử, vi phu lệnh cho ngươi bảo nha đầu Phi Yến làm bữa ăn khuya mang tới, nếu không ra pháp hầu hạ phu quân Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi ư? Hiếu Phượng Lai Nghi, Phượng Hoàng giá lâm, phiêu giật tuyệt vời. Nhìn bên ngoài nàng ta tuyệt sắc mỹ mạo, xem ra cũng không làm ủy khuất những lời này. Bản thân mình cũng chưa từng thấy qua Phượng Hoàng, không biết có phải Phượng Hoàng lạnh như băng như vậy không nữa. Mạnh Thiên Sở nghĩ ngợi một chút, mỉm cười gật đầu lại nói: Viết cả ngày tháng vào. À đúng rồi, viết cả niên hiệu nữa, quy củ một chút cho nàng ta biết thế nào là lợi hại. Lão đầu vội đề bút bên dưới: Ngày mùng 6 tháng 4 năm Gia Tĩnh thứ hai. Gia Tĩnh, Minh Triều? Ta xuyên qua thời gian trở về Minh Triều sao? Thảo nào trong thư phòng có cuốn Đại Minh Luật. Trong lòng hắn không biết lúc này là bi hay là hỉ. Vài giờ trước còn ở xã hội hiện đại đi khám nghiệm tử thi tra án, vài giờ sau đã đến Minh Triều, còn cưới một tiểu gia nhân, động không được chạm không xong làm vợ. Thế sự này biến hóa cũng quá nhanh. Lão đầu thấy Mạnh Thiên Sở ngây ngốc đứng ngẩn người ra đó, không biết đang nghĩ gì, cũng không dám hỏi. Sau một lúc lâu, Mạnh Thiên Sở mới thở dài một tiếng: Cứ như vậy đưa đi. Lão vội đáp ứng, cầm tờ giấy kia vội vàng ra cửa. Mạnh Thiên Sở vô lực ngồi tựa trên ghế, nghĩ mông lung. Mình đã xuất hồn xuất khiếu, khẳng định thi thể còn lưu tại xã hội hiện đại. Cha mẹ biết mình đã chết, nhất định sẽ rất thương tâm. Nhớ tới cha mẹ, trong lòng hắn nặng trịch, nhưng lại chẳng có biện pháp gì. Nơi này đừng nói bưu cục, ngay cả bùng điện thoại cũng không có nổi một cái. Gọi điện không được, viết phong thư báo bình an khẳng định cũng không ai gửi cho. Đang ở trong tâm trạng xuất thần, thương tâm hết sức, lão đầu đã trở lại, cười trừ nói: Tờ giấy đã đưa cho thiếu phu nhân. Mạnh Thiên Sở lắc lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ đó đi, trở về với thực tại hỏi: Nàng có nói gì không? Thiếu phu nhân nói nếu thiếu gia muốn ăn thì tự mình vào bếp bảo nhà bếp làm đi. Mạnh Thiên Sở giận dữ, thầm nghĩ cổ đại không phải là trọng nam khinh nữ hay sao? Không phải nha hoàn đều là ti tiện nô tỳ hay sao? Sao ta đến nơi này cái gì cũng không phải? Nhớ vừa rồi Phi Yến đẩy mình một cái, thiếu chút nữa đem mình cho chó ăn. Được lắm, các ngươi đều khinh thường lão tử. Lão tử muốn làm ầm ĩ một phen, làm cho lão thiên gia cũng phải trở mình. Thế nhưng làm ầm ĩ thế nào đây? Phóng hỏa đốt nhà ư? Không được, không được. Mạnh Thiên Sở nghĩ, Hạ Hồng cưỡng ép nữ tử gả cho một anh học trò, xem ra rất trọng hai chữ tín nghĩa, không bằng đi tìm lão nhân gia này ủy khuất một phen, xem bọn họ nói thế nào. Nói không chừng có thể lợi dụng lão nhân trọng tín trọng nghĩa này xử đẹp hai xú nhà đầu kia. Mạnh Thiên Sở nghĩ xong liền đứng lên nói: Thắp đèn lồng, theo ta đi gặp lão gia. Lão đầu thấy Mạnh Thiên Sở tức giận đến mức mặt tái đi, có chút sợ hãi, lại càng không dám cãi lời, vội vàng xách đèn đi phía trước dẫn đường tới chỗ lão gia ở. Lão gia Hạ Hồng đang cùng phu nhân ở trong phòng khách uống trà nói chuyện, chợt thấy Mạnh Thiên Sở vào, cảm thấy hơi giật mình. Mạnh Thiên Sở không đợi lão hỏi chuyện, bắt chước bộ dáng trong các phim cổ trang trên truyền hình, cúi người hành lễ: Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế đặc biệt tới hỏi, không biết hôm nay Phượng Nghi cô nương cùng ai thành thân vậy? Hạ Hồng cao thấp nhìn Mạnh Thiên Sở, nghĩ rằng đầu ngươi chắc có vấn đề, sao lại hỏi việc này? Rồi lập tức hiểu ra Mạnh Thiên Sở khẳng định là có thâm ý, vội hỏi: Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Mạnh Thiên Sở lại cúi người thật thấp thi lễ, bi phẫn nói: Thiên Sở không rõ cho nên mới đặc biệt tới hỏi nhạc phụ và nhạc mẫu, hôm nay Phượng Nghi cô nương thành thân cùng với ai vậy? Hạ phu nhân thần tình không vừa lòng nói: Hiền tế, sao lại nói những lời như vậy? Ngươi đều đã gọi chúng ta là nhạc phụ nhạc mẫu, sao lại còn hỏi ai là chú rể mới? Ngươi không phải là định... Không phải chứ? Mạnh Thiên Sở vẻ mặt tự giễu, thở dài một tiếng: Thiên Sở nào có phúc khí như vậy. Hạ Hồng nhíu mày: Sở nhi, có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi, có phải nha đầu Phượng Nghi khi dễ ngươi không? Nếu Phượng Nghi cô nương thấy Thiên Sở chứng mắt, bá phụ không nên đem nàng cưỡng ép gả cho Thiên Sở, dẫn đến tình trạng này chẳng ai vui vẻ cả. Bộ dáng Mạnh Thiên Sở ủy khuất tưởng chừng sắp khóc, ngay cả hạ phu nhân cũng cảm thấy có chút đồng tình. Sao lại có chuyện như thế vậy được? Hạ Hồng vô bàn: Nghi nhi thực sự đã càng ngày càng kỳ cục rồi. Không chỉ có Phượng Nghi cô nương như vậy, ngay cả Phi Yến cũng không xem Thiên Sở ở trong mắt. Mạnh Thiên Sở sụt xịt mũi, dùng sức chớp chớp mắt
như muốn nhỏ vài giọt nước mắt. Khổ nỗi Tuyến Lệ của hắn lại là khu vực kém phát triển, chớp mãi mà vẫn thấy khô cằn. Phi Yến đã làm gì ngươi? Hạ phu nhân hỏi. Nàng ta đã đẩy Thiên Sở một cái, thiếu chút nữa đã ngã vỡ đầu rồi. Hắn nói khoác như thật. Sau đó ném Thiên Sở ra khỏi động phòng. Những điều đó lão đầu đều đã chứng kiến. Hai người nếu không tin có thể hỏi lão đầu. Hạ Hồng nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét. Mạnh Thiên Sở âm thầm cười trộm, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Thiên Sở cảm động tấm lòng của nhạc phụ lão nhân gia trông đợi ở Thiên Sở. Thiên Sở liền quyết định hăng hái đọc sách, hy vọng tương lai có thể làm rạng danh tổ tông. Cho nên sau khi bị đuổi ra khỏi động phòng, liền khêu đèn đọc sách. Đọc được một lúc thì đói bụng, đêm cũng đã khuya, lão đầu lại không được khỏe, liền bảo Phi Yến vào bếp làm cho ta ít thức ăn lót dạ. Không nghĩ tới Phi Yến đã nói nàng là nô tỳ của tiểu thư, chứ không phải nô tỳ của Mạnh Thiên Sở ta. Ta muốn ăn thì tự vào bếp vét cơm thừa canh cặn. Hạ Hồng vỗ mạnh bàn, thật là không ra thể thống gì cả. Mạnh Thiên Sở nâng vạt áo lên, lau cái hốc mắt không có giọt nước mắt nào, sụt sịt vài cái, nghẹn ngào nói: Bá phụ, bá mẫu, tiểu điệt tự biết mình không xứng với Phượng Nghi cô nương. Hôm nay chịu nỗi nhục to lớn này, thật không còn mặt mũi nào cả. Cúi đầu hướng nhị lão từ biệt, có lẽ ta phải đi. Chiêu lấy nùi để tiến của hắn quả nhiên lợi hại. Hạ Hồng biết nếu Mạnh Thiên Sở rời nhà trong đêm tân hôn, đem chuyện mình bị đối đãi ở Hạ gia ra ngoài nói lung tung, không chỉ có mình đeo mặt mo mà nữ nhi cũng sẽ trở thành sư tử Hà Đông, lưu danh sử sách. Huống hồ Hạ Hồng thập phần coi trọng hai chữ tín nghĩa, đem nữ nhi gả cho Mạnh Thiên Sở chính là vì chữ tín, giúp đỡ hắn cũng vì chữ nghĩa, há lại để cho nữ nhi hủy hoại. Lúc này thấy Mạnh Thiên Sở từ biệt đòi đi, hơn nữa lại gọi hai vợ chồng mình là bá phụ bá mẫu, tự xưng tiểu điệt, rõ ràng muốn hủy hôn sự này, vừa hổ thẹn vừa lo lắng, vỗ bàn phịch một tiếng thật mạnh quát: Người đâu? Hai gia nhân ngoài cửa chạy vào không người thi lễ. Đi, mau gọi thiếu phu nhân cùng thiện tỳ Phi Yến đến đây ngay lập tức cho ta. Chúng nó không dám nghe lời thì trói chúng nó lại đem tới đây. Hạ Hồng vỗ bàn quát. Hai gia nhân đáp ứng rồi chạy nhanh ra ngoài. Hạ phu nhân thấy Hạ Hồng giận đến tái mặt, gượng cười nói: Xin lão gia bớt giận. Đều là lỗi của bà, nếu bà không đứng sau cho hai nha đầu chết tiệt kia có chỗ dựa, chúng nó có lá gan lớn như vậy sao? Hạ Hồng càng nói càng tức, đứng dậy quát: Người đâu, lấy do cho ta. Bất hiếu đến mức này, lão phu dứt khoát đem nó đánh chết cho xong. Gia nô ngoài cửa đáp ứng chạy ra ngoài, biết lão gia nổi nóng không dám không tuân lệnh, nhưng cũng không dám lấy, vì phải cầm do đến để đả thương thiếu phu nhân. Quả thật hắn chịu không nổi, đành phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Hạ phu nhân sợ đến biến sắc, khuyên không dám khuyên, mà ngăn thì lại càng không dám. Chỉ trong chốc lát, Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến đã bị mang đến. Vừa vào cửa thấy Mạnh Thiên Sở đứng một bên, khóe miệng đắc ý cười lạnh. Hai người thầm kêu không tốt. Đến lúc thấy mặt Hạ Hồng tái mét, lúc này thực sự luống cuống, không biết Mạnh Thiên Sở đã nói bậy những gì trước mặt phụ thân. Hạ Hồng trầm giọng hỏi: Nghi nhi, có phải ngươi đuổi Thiên Sở ra khỏi động phòng, không cho hắn vào ngủ phải không? Khuôn mặt trắng mịn của Hạ Phượng Nghi hơi đỏ lên. Chuyện này không có biện pháp chống chế, nhưng cũng không dám thừa nhận. Nàng biết phụ thân rất coi trọng chữ tín, nếu biết nàng bằng mặt không bằng lòng sẽ vô cùng tức giận. Trong thời cổ, quan hệ cha con, cha bảo con chết, con không thể không chết, cãi lời cha là cực kỳ bất hiếu. Hạ phu nhân thấy Hạ Phượng Nghi không nói lời nào, chuyện này hiển nhiên là sự thật, vội thấp giọng nói: Nghi nhi, mau mau quỳ xuống xin lỗi phụ thân và phu quân đi. Hạ Phượng Nghi từ từ quỳ xuống định xin lỗi, nhưng lại không nói gì. Trong óc hỗn loạn, nàng không hiểu làm sao con chuột Mạnh Thiên Sở lại dám đến chỗ phụ thân tố cáo. Phi Yến thấy thiếu phu nhân quỳ xuống cũng vội vàng quỳ xuống theo. Hạ Hồng thấy Hạ Phượng Nghi không nói không rằng, tức khí quát: Rồi, rồi đâu, không lấy roi ra đây ta sẽ xử phạt luôn một thế. Bên ngoài cửa, Gia Nô đã sớm đem roi đến chờ ở cửa không dám vào. Nghe xong lời này, biết nếu không vào ngay cả chính mình cũng khó thoát tội, liền chạy ngay vào phòng khách khom người đưa roi cho Hạ Hồng. Hạ Hồng cầm lấy roi quất trong không khí phách một cái giòn tan, rồi quát: Nghịch tử, vi phụ hỏi ngươi tam cương là như thế nào? Hạ Phượng Nghi sắc mặt trắng bệch run rẩy đáp: Đạo quân thần, đạo cha con, đạo vợ chồng. Ngươi biết ư?
ta còn tưởng ngươi quên rồi chứ. Hạ Hồng lại hỏi, thế nào, là đã vợ chồng? Kính thuận chi đạo. Cũng biết ư, biết mà ngươi còn đuổi phu quân ra khỏi động phòng, biết mà ngươi còn đẩy phu quân té ngã sao, biết mà ngươi còn bắt phu quân vào bếp tìm cơm cặn canh thừa sao? Hạ Hồng tức giận đến run cả người. Nghịch tớ đối đãi với phu quân như vậy, truyền ra ngoài, vi phụ còn mặt mũi nào gặp người ta nữa đây? Người muốn người đời nói xấu sau lưng ta sao? Hạ Phượng Nghi vừa nghe vừa âm thầm kêu khổ. Đúng là nàng có đuổi Mạnh Thiên Sở ra khỏi động phòng, nhưng hai sự kiện sau đã bị phóng đại. Tuy phóng đại như vậy, cũng là nàng phạm tam cương. Hạ Phượng Nghi lúc này mới biết sợ hãi, phủ phục xuống đất nói, phụ thân, con... Hạ Hồng tuy rằng thập phần tức giận, nhưng cũng hiểu được nỗi khổ của nữ nhi, biết đem nữ nhi như hoa như ngọc gả cho gã đang đồ tử Mạnh Thiên Sở đích xác là ủy khuất nàng, nhưng hiện tại là nhà mình không đúng, liền vung roi nhằm Hạ Phượng Nghi quất. Khoan đã, Mạnh Thiên Sở gấp giọng kêu lên. Hạ Hồng dừng roi, quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở biết roi này vụt xuống nhất định hắn và Hạ Phượng Nghi sẽ trở thành thù địch. Hắn cũng không muốn cắt đứt quan hệ với tiểu thư xinh đẹp này. Hiện tại Hạ Phượng Nghi đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, hoảng sợ vô cùng, chắc về sau không dám khi dễ mình nữa. Dọa nàng thế đã là đủ rồi, nên ngừng lại thôi. Mạnh Thiên Sở nói, chuyện này không trách Phượng Nghi, chủ yếu là chủ ý của Phi Yến. Không phải. Phi Yến theo bản năng biện giải, lập tức phát hiện ra mình không thể giải thích. Tuy rằng đúng là chủ ý của Hạ Phượng Nghi, Phi Yến chỉ là chấp hành mệnh lệnh, nhưng Hạ Phượng Nghi là chủ của nàng, nàng không thể đem nỗi đổ lên đầu chủ, trừ khi nàng không muốn tiếp tục ở lại Hạ gia nữa. Cho nên dập đầu nói, chuyện này là chủ ý của Phi Yến, tiểu thư không, thiếu phu nhân không có quan hệ. Hạ Phượng Nghi cũng rất có nghĩa khí, ngẩng mặt lên ưỡn ngực nói, phụ thân, là ý của con, Phi Yến chỉ làm theo việc những gì con sai bảo mà thôi. Không cần phải nói nữa, cả hai người đều không thoát được. Trước hết đánh Phi Yến cho ta, sau đó sẽ đánh nghịch tử này. Nói đoạn vung roi nhằm Phi Yến quất. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, nhạc phụ, tiên hạ lưu nhân. Hắn cũng không hiểu sao mình lại mở miệng nói như vậy. Có thể là trong các phim cổ trang trên truyền hình thường có câu đao hạ lưu nhân, nên hắn biến hóa thành như vậy. Hạ Hồng kỳ thực là chờ những lời này của Mạnh Thiên Sở đã làm cho nữ nhi phải ủy khuất, không đành lòng đánh chúng, nhưng bên ngoài phải làm bộ. Bất quá nếu Mạnh Thiên Sở thật sự không ngăn trở, Hạ Hồng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn tâm xuống tay. Lúc này nghe thấy Mạnh Thiên Sở khuyên can, trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm tuy đứa nhỏ này chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng có chút nhân tình, lại nghe hắn gọi mình là nhạc phụ, hiển nhiên là vẫn thừa nhận hôn sự này. Bất quá Hạ Hồng vẫn muốn tiếp tục làm bộ, thở phì phì nói, hiền tế, ngươi không cần phải cầu xin cho chúng nó. Chúng nó vi phạm cương thường đạo lý đến mức này rồi, không giáo huấn tốt, tương lai sẽ thế nào đây? Mạnh Thiên Sở thấy hai nữ hài tử đã sợ đến mức cả người phát run, cũng đã hết giận. Còn Phi Yến là tiểu mỹ nhân nha hoàn bên cạnh Hạ Phượng Nghi, nếu thực đem Phi Yến đánh đòn, Hạ Phượng Nghi cũng nhục mạ không kém, sẽ làm tổn thương hòa khí, thế gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ. Tuy nhiên Phi Yến không sánh được với Hạ Phượng Nghi về mỹ mạo, nhưng cũng là một tiểu nha hoàn xinh xắn đáng yêu, không đáng bị đánh đập. Hơn nữa Phi Yến là nha hoàn của nương tử mình, sau này làm thông phòng đại nha hoàn sớm muộn gì cũng là người của mình hay sao, cho nên không thể thực đánh. Mạnh Thiên Sở khom người nói, cầu xin nhạc phụ đại nhân nể mặt tiểu tế bỏ qua cho chủ tớ hai người. Hạ phu nhân nghe xong cảm kích, liếc nhìn Mạnh Thiên Sở vội nói, lão gia, chúng ta đều cầu xin ngài tạm tha cho chúng nó đi. Hạ Hồng thuận thế hạ thang ném roi xuống, thở dài, lão phu sao lại sinh ra nghịch tử đến mức này. Rồi chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn Hạ Phượng Nghi nói, Nghi nhi, vi phụ niệm tình ngươi vì vi phạm lần đầu, Sở nhi lại cầu xin giúp ngươi, ta mới bỏ qua cho ngươi lần này, lần sau tái phạm làm nhục Sở nhi, vi phụ sẽ đánh gãy tay ngươi, ngươi nghe có hiểu không? Hạ Phượng Nghi ngã người trên mặt đất, ủy khuất thút thít khóc, gật đầu nói, con hiểu. Hạ Hồng chỉ mặt Phi Yến nói, tiện tỳ này dám bất kính với chủ tử như thế, lão phu cho ngươi nợ lần này, sau này còn bất kính với chủ tử vài lời, lão phu liền lột ra ngươi, nghe rõ chưa? Phi Yến run run nói, hồi bẩm lão gia, Phi Yến nghe rõ rồi. Được rồi. Hạ Hồng lướt mắt nhìn Mạnh Thiên Sở,
chỉ thấy hắn yêu thương nhìn Hạ Phượng Nghi, chậm rãi gật đầu, nghĩ thầm hắn nhân phẩm cũng không tệ, thấy nương tử mình chịu khổ cũng biết thương tiếc, coi như trẻ nhỏ dễ dạy, vuốt vuốt chầm râu nói: "Được rồi, đứng lên đi, đêm đã khuya rồi, mau về ngủ đi." Phi Yến vội vàng đứng dậy nâng Hạ Phượng Nghi. Phượng Nghi lấy ra chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau nước mắt, nói khẽ với Mạnh Thiên Sở: "Tướng công, trở về phòng ngủ đi." Mạnh Thiên Sở mừng rỡ gật đầu: "Nương tử, thính." Hạ Phượng Nghi vội nói: "Thỉnh tướng công đi trước." Mạnh Thiên Sở biết ở trước mặt phụ thân, Hạ Phượng Nghi tuyệt đối không dám đi trước phu quân mình, liền hướng Hạ Hồng cùng Hạ phu nhân thi lễ nói: "Tiểu tế xin cáo lui." Hạ Hồng gật đầu nói: "Hiền tế, sáng mai đến thư phòng ta sớm, vi phụ có chuyện cùng ngươi thương lượng." Mạnh Thiên Sở không suy nghĩ nhiều, giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến phải lập tức động phòng, lén nhìn Hạ Phượng Nghi thướt tha quyến rũ, lại nghĩ đến một lát nữa có thể cùng nàng quấn quýt trên đỉnh Vu Sơn, tận hưởng cá nước thân mật, không khỏi mở cờ trong bụng. Tuy khi còn học đại học, dùng không ít hoa ngôn xảo ngữ cơ cẩm nữ sinh, nhưng nữ tử tuyệt mỹ như vậy hắn chưa từng gặp qua. Hắn vui tươi hớn hở nắm lấy tay Hạ Phượng Nghi nói: "Nương tử, chúng ta đi thôi." Bàn tay trắng nõn, dài và nhỏ nhắn của Hạ Phượng Nghi bị bàn tay rộng thùng thình của hắn nắm, nhẹ nhàng run lên, muốn rút về lại bị Mạnh Thiên Sở thành thật nắm chặt lấy, không thể động đậy, đành phải tùy ý hắn, cúi đầu theo hắn ra cửa. Phi Yến theo sau bọn họ. Lão đầu vẫn đứng ngoài cửa, giờ đây thấy thiếu gia nắm tay thiếu phu nhân thân thiết sánh vai đi ra, lão mừng đến mức thiếu chút nữa nước mắt trào ra, vội vàng giơ đèn lồng đi ở bên cạnh soi đường. Đi qua nhiều đình đài lầu các, Mạnh Thiên Sở nói: "Nương tử, kỳ thực lang hiểu lầm ta, ta thực không phải loại người như vậy, ta một lòng một dạ sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng." Câu này Mạnh Thiên Sở đã nói với không ít muội muội xinh đẹp khi còn ở đại học, giờ đi vào cổ đại lặp lại câu này chính hắn cũng cảm thấy buồn cười. "Không cần, ngươi là loại người gì trong lòng ta đều rõ ràng." Hạ Phượng Nghi liếc mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, dùng sức rút bàn tay nhỏ bé của mình về, lạnh lùng nói: "Bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi có lá gan đến trước mặt cha ta tố cáo, xem ra ta đã xem nhẹ ngươi rồi." Mạnh Thiên Sở mỉm cười nói: "Nương tử, nàng xem nhẹ ta còn khá, về sau nàng từ từ sẽ biết thôi." "Hả? Hôm nay ngươi làm hại chúng ta thiếu chút nữa ăn roi còn không thỏa mãn sao? Còn chiêu gì cứ xử hết ra đây." "Ta nào có ngoan độc như vậy?" Hạ Phượng Nghi lạnh lùng nói. "Đúng, ngươi không ngoan độc, ngoan độc cần phải có bản lĩnh mới được, ngươi chẳng qua là kẻ bất lực thôi." Mạnh Thiên Sở cười khổ, xem ra hình ảnh của mình trong mắt Hạ Phượng Nghi thực vô cùng thê thảm. Muốn thay đổi ấn tượng đó không phải là chuyện một sớm một chiều, phải không ngừng cố gắng mới được. Vừa nói chuyện, bọn họ đã tới tân hôn tiểu viện. Mạnh Thiên Sở vượt lên trước, đến bên cửa động phòng, quay đầu cười hỏi: "Nương tử, Phi Yến, bây giờ ta có thể vào động phòng không?" Hạ Phượng Nghi hừ một tiếng, vén rèm cửa bước vào. Phi Yến theo phía sau, nhịn không được nói một câu: "Người có vào hay không?" Vừa rồi Hạ lão gia đã cảnh cáo Phi Yến một hồi, thế mà Phi Yến vẫn dám nói chuyện như vậy với Mạnh Thiên Sở, lá gan xem ra cũng không nhỏ, đồng thời cũng chứng tỏ rằng các nàng khinh bỉ Mạnh Thiên Sở ra sao. Chỉ cần Phi Yến không quá quá đáng, Mạnh Thiên Sở cũng không tính toán tố cáo, vì dù sao nam nhân mà đi tố cáo cũng là biểu hiện của sự bất lực. Hơn nữa tranh cãi với tiểu nữ hài lại là trò vui sở trường của hắn. Hắn đặt mông xuống tân sàng, cười ha hả nói: "Phi Yến, mau đem nước rửa chân đến, thiếu gia ta muốn cùng nương tử động phòng." Phi Yến hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở liếc mắt một cái, cắn răng lần này không dám chống đối, cúi đầu đi ra ngoài lấy nước rửa chân. Mạnh Thiên Sở hướng về phía Hạ Phượng Nghi vẫy vẫy tay, sau đó vỗ vỗ mép giường: "Nương tử, nàng mau ngồi a, đừng đứng mãi thế." Hạ Phượng Nghi mặt nhược băng xương: "Mạnh Thiên Sở, nói cho ngươi hay, vì ta muốn giữ tín nghĩa cho cha ta, không cho phụ thân khó xử, sau này ta và ngươi có thể cùng ở một phòng, nhưng ngươi đừng có tưởng bỡ, ngươi dám chạm vào ta dù chỉ một cái, đừng trách ta đối với ngươi không có khách khí." Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ ngực: "À, ta sợ quá, ta rất là sợ đó nha." Nói đoạn đứng lên bước đến trước mặt nàng, khua khua hai tay, hi hi cười: "Ta là phu quân của nàng, ta không chạm nàng thì chạm ai đây? Lại đây cho ta ôm một cái nào." Hạ Phượng Nghi sắc mặt xanh mét, từng bước lùi về phía sau, cầm chén trà trên bàn giơ cao lên quát: "Ngươi còn tiến lên bước nữa, ta sẽ liều mạng với ngươi."
Mạnh Thiên Sở chậm rãi thu hai tay về, quan sát trên dưới Hạ Phượng Nghi một chút, lạnh lùng cười, lắc lắc đầu, chắp tay sau lưng, thong thả đến bên tân sàng ngồi xuống, sửa sang lại vạt áo, tay đặt trên đùi, bộ dáng ung dung, dưng mắt nhìn Hạ Phượng Nghi vẫn còn đang giơ cao chén trà, lạnh lùng nói: "Làng cho nà, nơi đó của nàng Khảm Kim Cương sao? Chạm vào ngươi, ta đang mệt muốn chết đây. Được rồi, đừng nghĩ ta tốt bụng, ta cũng chỉ bất quá mới làm như vậy vì nghĩ tới vợ chồng ta, trước mặt người khác mới ra hạ sách này. Nàng yên tâm, trừ phi nàng cởi hết quần áo, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, nếu không ta sẽ không chạm vào nàng đâu." Những lời này của hắn quả thực làm Hạ Phượng Nghi giận sôi lên, ném mạnh chén trà xuống mặt đất vỡ tan. "Tốt, tốt lắm." Mạnh Thiên Sở vỗ tay nói. Lúc này Phi Yến đã đem nước rửa chân đến đặt ở bên giường. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến cười nói: "Ta nghe nói nha hoàn thay chủ nhân cởi giày còn giúp chủ nhân rửa chân, Phi Yến cô nương có biết chuyện này hay không?" "Nằm mơ đi." Phi Yến oán hận nói. Mạnh Thiên Sở nâng chân lên, chậm rãi bắt đầu cởi giày, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Xem ra chuyện này không có, chắc là ta nghe lầm à. Dù sao ngày mai lão gia bảo ta đi thương lượng sự tình, lúc đó ta phải hỏi lão gia một chút xem sao." Phi Yến cắn răng, khẽ dậm chân đến bên người Mạnh Thiên Sở ngồi xuống, giúp hắn cởi giày rửa chân. Mạnh Thiên Sở cười ha ha nói: "À, hóa ra quy củ này là có thật à. Trong xã hội cũ, người ăn thịt người này, làm nhân có tiền thật là thoải mái à. Đêm động phòng hoa trúc, còn có tiểu nha đầu giúp rửa chân nữa." Trải qua chuyện vừa rồi, Phi Yến biết chọc giận Mạnh Thiên Sở mình vẫn là người chịu thiệt, cho nên không dám đối nghịch Mạnh Thiên Sở, chỉ có thể không hé răng nửa lời, lấy khăn lau khô chân hắn rồi mang chậu nước ra ngoài. Mạnh Thiên Sở ngồi khoanh chân trên hỉ sàng, trên giường có rắc một ít chút táo đỏ lạc, ý muốn cầu mong sớm sinh quý tử con cháu đề huề. Hắn cầm lấy một hạt lạc ném vào miệng nhai rau ráo. Hà Phượng Nghi tiến lên hai bước, thấp giọng nói: "Ngươi ra ngoài ngủ, ở sân ngoài chỗ Phi Yến, ta cùng Phi Yến ngủ buồng trong." "Dựa vào cái gì?" Mạnh Thiên Sở lại cầm lấy một quả táo đỏ ném vào miệng. "Hôm nay là đêm động phòng hoa trúc của bổn thiếu gia, đương nhiên phải ngủ trên hỉ sàng, sao lại có thể ngủ trên giường của nha hoàn được? Đương nhiên nếu Phi Yến cùng ta ngủ ở gian ngoài, ta cũng đành..." "Mỹ tử ngươi!" Phi Yến nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn một cái. "Quên đi, dù sao hôm nay ta cũng phải ngủ trên hỉ sàng, còn nàng ngủ ở gian ngoài với Phi Yến cũng tốt mà, ngủ trên sàn nhà cũng được, tùy." Mạnh Thiên Sở cầm một quả táo đỏ giơ lên ngắm nghía. "Bất quá ta nói trước, ngươi mà ra khỏi động phòng cũng đừng trách ta ngày mai tố cáo với lão gia." "Được, xem như ngươi lợi hại." Hạ Phượng Nghi dậm chân nói, quay về phía Phi Yến: "Đi, hai chúng ta ra ngoài giường ngươi ngủ." Phi Yến chần chờ một chút rồi nói: "Có điều giường của ta quá nhỏ, hai người ngủ rất chật à." Mạnh Thiên Sở đắc ý cười lăn lộn trên hỉ sàng. Vừa rồi đi qua gian ngoài, hắn cũng đã phát hiện ra giường của Phi Yến là giường đơn, căn bản không đủ chỗ cho hai người. Hạ Phượng Nghi hung hăng nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Sở. Phi Yến nói: "Nếu không tiểu thư ngủ trên giường, ta trải chăn đệm nằm dưới đất vậy." Mạnh Thiên Sở cười chán, lúc này mới xuống giường, xỏ chân vào đôi dép, đi ra bên ngoài đến giường của Phi Yến ngồi xuống, bắt đầu cởi quần áo. Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến nhìn nhau. Hạ Phượng Nghi vén rèm cửa, dựa vào khung cửa hỏi: "Này, ngươi làm gì vậy?" "Ngủ à, cãi nhau thế đủ rồi, cười chán rồi, chân cũng đã rửa sạch, không đi ngủ còn làm gì? Cũng không phải đêm 30, chẳng lẽ muốn đón giao thừa sao?" Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến thế mới biết vừa rồi Mạnh Thiên Sở đùa các nàng. Hắn ngủ gian ngoài, nhường gian trong cho hai người. Trong lòng hơi hơi cảm kích, thấy Mạnh Thiên Sở đã cởi y bào, vội buông rèm cửa. Mạnh Thiên Sở cởi hết y bào, nhìn thân thể rắn chắc của mình, hài lòng lắm. Xem ra Mạnh thiếu gia này cũng không phải là ăn nhàn sung sướng. Lúc hắn cởi quần, phát hiện ra bên trong không có quần lót, chẳng lẽ cổ nhân không mặc quần lót hay sao? Nữ tử cổ đại ngủ có thể mặc áo lót, nam thì đều trần truồng, quay đi quay lại không vướng bận. Mạnh Thiên Sở nhìn nhìn cái quần dài không thể mặc nó đi ngủ, nghĩ nghĩ một lát rồi chui luôn vào chăn của Phi Yến. Không mặc thì không mặc, ai sợ ai. Đây là giường của Phi Yến, chăn gối đều thong thoảng mùi thơm tự nhiên. Nằm ôm cái chăn mềm mại cũng giống như ôm một nữ tử ôn nhu trong lòng. Mạnh Thiên Sở trong lòng không khỏi rung động. Bất quá nhớ tới đêm tân hôn mà chỉ có một mình một giường, tân nương tử lại ngủ buồng trong cách một bức vách, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, thực là bi ai.
Lúc hắn đang hối hối tiếc tiếc, Phi Yến kéo nhẹ rèm cửa, thò mặt ra nói: "Này, thiếu phu nhân bảo ta ra cảm ơn ngươi." "Tạ ơn gì chứ, nếu thật lòng muốn tạ ơn, vậy ngươi lên đây ngủ cùng ta đi, một mình ta ngủ lạnh lắm." Mạnh Thiên Sở cười nói. Phi Yến liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn ngủ cùng ta ư? Kiếp sau đi." "À, sợ quá, Phi Yến nguyện ý chờ ta cả đời, thật sự làm ta cảm động a." Phi Yến nghe hắn xuyên tạc những lời của mình, thực sự giờ khóc giờ cười, trừng mắt liếc hắn một cái, lùi về phía sau buông rèm cửa. Mạnh Thiên Sở cười gượng, nghĩ thầm: "Ông trời ơi, ngay cả tiểu nha hoàn cũng khinh thường, làm thiếu gia kiểu này thực quá tức quá à." Nghĩ đoạn trở mình nghiêng người vào trong ngủ. Lúc này xung quanh tĩnh mịch, hắn lúc này mới nghĩ đến cha mẹ, bằng hữu. Cũng may là mình chưa thành thân, cha mẹ đều có tiền lương hưu, chỉ là họ chỉ có một mình đứa con, giờ mình đã trở về cổ đại, sẽ không có người phụng dưỡng. Nhớ tới cha mẹ, trong lòng hắn rất chua xót. Hắn cứ vậy miên man nghĩ, nặng nề thiếp đi. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở bị tiếng chim kêu ngoài cửa sổ đánh thức, trợn mắt nhìn, thấy mặt trời đã lên cao, nhất thời kinh hãi. Chủ nhiệm trung tâm đo lường pháp y Thiết Diện Vô Tư, đến muộn thế nào cũng bị lão trách phạt. Hắn lăn lông lốc ngồi dậy, xốc cái chăn lên, định xuống giường mặc quần áo. Lướt mắt nhìn thấy hạ thể mình trần trụi, tiểu lão đệ đang ngạo nghễ vươn cổ nhìn mình. Quái lạ, sao mình có mặc quần lót thế này? Hắn lại sừng sốt khi nhìn thấy cái chăn đỏ nhạt, cái giường cổ, căn nhà gỗ. Đây không phải căn nhà quen thuộc của mình. Đột nhiên mới nhớ ra mình đã xuyên qua mấy trăm năm trở về Minh Triều. Không cần phải gấp gáp đi làm, cũng không cần lo lắng nửa đêm bị dựng dậy đi thăm dò hiện trường, không cần khám xét những xác chết thối rữa nữa, thật là thoải mái. Thế là hắn lại chui vào chăn, nhắm mắt lại. Ngoài cửa chim kêu ríu rít, trong lòng hắn rất thích thú. Lúc này trong xã hội hiện đại, hắn sẽ bị tiếng còi ô tô, tiếng người đi lại dựng dậy, chưa từng có thể nghe tiếng chim hót. Nằm một lát, bỗng nhớ ra Hạ Hồng lão gia dặn mình đến gặp lão thương lượng, liền đứng dậy mặc quần áo. Đang chuẩn bị mặc quần áo, bỗng nghe buồng trong có tiếng nói chuyện nhỏ, thấy Hạ Phượng Nghi nói: "Phi Yến, ngươi đi xem hắn đã dậy chưa? Đã chế thế này còn chưa chịu dậy, nằm chặn ở cửa chúng ta đều không ra được, thật là..." "Dạ." Tiếng Phi Yến nói, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhẹ về phía rèm cửa. Mạnh Thiên Sở nhớ tới hôm qua bị Phi Yến đẩy mình một phen, tức khí liền nghĩ ra trò đùa dai. Hắn đứng lên cạnh tấm rèm, ước chừng chiều cao của Phi Yến, hạ thấp người đặt miệng chờ. Vén rèm cửa lên, Phi Yến bước ra, không nghĩ tới việc Mạnh Thiên Sở đang đợi phía sau. Đôi môi Phi Yến thiếu chút nữa chạm vào môi Mạnh Thiên Sở, sợ tới mức kêu lên một tiếng, giật lùi lại vài bước, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Mạnh Thiên Sở vén rèm cửa, thấy bộ dáng chật vật của Phi Yến, nhìn không được cười ha ha, trong lòng vô cùng đắc ý. Hạ Phượng Nghi nhìn thấy người Mạnh Thiên Sở kinh hô một tiếng, vội vàng xoay người đi, đỏ mặt lên nói: Ngươi làm gì vậy? Mau đi ra đi!" Tuy vậy, thân thể rắn chắc của Mạnh Thiên Sở vẫn thoáng hiện lên trong đầu nàng. Mạnh Thiên Sở cười ha ha, buông rèm cửa, cầm lấy y bào chậm rãi mặc vào, kêu lên: "Này, được rồi, ta đã mặc quần áo rồi." Phi Yến lúc này mới vén rèm cửa, mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở. "Tối hôm qua, thiếu phu nhân còn nói, không thể tưởng được, ngươi cũng là chính nhân quân tử, giờ đã lộ ra bộ mặt thật rồi, vẫn là loài cẩu không đổi được." Mạnh Thiên Sở nói: "Ai bảo ngươi hôm qua khi dễ ta làm gì, cái này gọi là quả báo. Hai ngươi là hai con quỷ lười, lúc này mới rời giường, nhanh đem nước đến đây, bổn thiếu gia phải rửa mặt." "Ai là quỷ lười? Ngươi mới là quỷ lười. Chúng ta sáng sớm đã dậy, ngươi vẫn chưa ra khỏi giường, làm hại chúng ta không có biện pháp đi ra múc nước rửa mặt đây này." "Thực sự là ý tứ à? Ta không ngủ trên lối đi, cắn ngươi thế nào được?" Ngươi ở trần lại không đắp chăn, ngươi bảo chúng ta đi ra thế nào đây?" Nói lời này, mặt Phi Yến đỏ bừng. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ, tối hôm qua nằm trong chăn nóng quá, chỉ vắt cái chăn trên bụng, hơn phân nửa thân mình đều ở ngoài chăn, lại là ở trần chuồng lộ thể. Lại nhớ đến sáng sớm đứng lên, tiểu lão đệ còn ngẩng đầu ưỡn ngực, hay là các nàng đã thấy chân diện mục. Sợ hãi vùng trộm nhìn Phi Yến, thấp giọng nói: Ta xin lỗi, nhất định lần này ta sẽ dậy sớm hơn một chút." "Đa tạ." Phi Yến đỏ mặt đi ra ngoài, vội vàng mang tới nước rửa mặt. Mạnh Thiên Sở rửa mặt xong, vén rèm cửa nói với Hạ Phượng Nghi đang ở bên trong: "Nương tử, vi phu muốn đi thư phòng phụ thân vấn an, cùng đi với ta không?" Hạ Phượng Nghi quay đầu lại thản nhiên nói:
Cha bảo ngươi đi chứ không bảo ta. Mạnh Thiên Sở nói, ta đi đây, ta sẽ về sớm, nương tử đừng vướng bận à. Phi Yến cầm lược đang chải đầu cho Hạ Phượng Nghi xoay mặt nói, ai thèm vướng bận ngươi, da mặt ngươi đúng là rất dày. Mạnh Thiên Sở biết ấn tượng trước kia của thiếu gia này với các nàng quá kém. Tuy rằng biểu hiện tối hôm qua của mình ấn tượng đó giảm bớt chút ít, nhưng Mạnh Thiên Sở biết nữ hài tử là loài sinh vật rất kỳ quái. Muốn thay đổi ấn tượng ác liệt của một nữ hài tử với ai đó quả thực còn khó hơn lên trời. Nếu ở xã hội hiện đại đã sớm chuyển mục tiêu, tuy rằng mục tiêu khác chắc cũng bị cái nghề pháp y của mình dọa chạy. Mạnh Thiên Sở cười cười nói, không vướng bận là tốt rồi, đỡ mắc bệnh tương tư, đỡ tốn thuốc thang. Nói đoạn xoay người đi thẳng. Lão đầu đang quét thức ngoài sân thấy Mạnh Thiên Sở đi ra, vội chạy ra đón. Mạnh Thiên Sở nói, tối hôm qua lão gia dặn ta sáng nay đến thư phòng tìm người, người đi theo ta. Vâng thiếu gia. Lão đầu buông chổi khom lưng nói, người đi trước dẫn đường. Vâng. Lão đầu nghe lời này, nghĩ đến Mạnh Thiên Sở tối hôm qua hảo sự đã thành, trong lòng cao hứng mới nói như vậy, không khỏi thay thiếu gia cao hứng, vội bước đi mở đường. Lão nào biết hắn treo đầu dê bán thịt chó, không biết đường nên mới phải nói vậy. Dọc đường đi, Mạnh Thiên Sở không ngừng nhìn ngang ngó dọc, rất nhanh đã nắm được đường lối trong phủ. Đến thư phòng, lão đầu đứng ngoài, Mạnh Thiên Sở bước vào, thấy Hạ Hồng đang ngồi sau bàn học, rung đùi đắc ý cầm một quyển sách đọc. Mạnh Thiên Sở không người thi lễ, tiểu tế tham kiến nhạc phụ đại nhân. Hạ Hồng thấy Mạnh Thiên Sở sắc mặt bình thản, biết tối hôm qua mọi chuyện đều ổn, liền cười nói, hiền tế, từ nay về sau chúng ta đã là người một nhà. Người một nhà thì không cần nói nhiều lời, ta đi thẳng vào vấn đề. Mạnh Thiên Sở vội khom người nói, tiểu tế xin nghe nhạc phụ đại nhân dạy bảo. Sau khi ngươi thành thân, chỉ sợ không thể tiếp tục cùng vi phụ ở nơi này được nữa. Bằng không, người ngoài sẽ tưởng ngươi ở rể. Cái này ảnh hưởng đến danh dự của ngươi, cho nên ta muốn bàn với ngươi việc tìm nơi khác cho các ngươi ở. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, thật phần cao hứng. Ở nơi này đúng là có cảm giác ăn nhờ ở đậu, ra bên ngoài tạo lập sự nghiệp cho chính mình là tốt nhất. Hơn nữa, ở bên ngoài, đối phó với hai tiểu nha đầu kia càng dễ dàng hơn. Hạ Hồng thở dài, vi phụ một lòng muốn giúp đỡ ngươi nhập khoa cử kim bảng đề danh, đi theo con đường làm quan, nhưng nhiều lần ngươi thi không trúng, vi phụ có chút nhụt chí, xem ra ngươi không thể theo được, chỉ có thể tìm cách khác thôi. Mạnh Thiên Sở nghe lại cao hứng, mình về đây đừng nói tứ thư ngũ kinh, ngay cả chữ phồn thể cũng không biết viết, phải đi thi khoa cử khác nào tìm chỗ chết. Hiện Hạ Hồng đã bỏ ý định đó, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy ngoài mặt vẫn là ra vẻ thập phần hổ thẹn. Thiên Sở vô năng làm cho nhạc phụ đại nhân thất vọng rồi. Hạ Hồng trấn an nói, hiền tế không cần khổ sở, không thể nhập khoa cử nhưng cũng không phải không có đường để đi. Mấy ngày nay vi phụ suy nghĩ rất nhiều, hôm nay gọi ngươi đến chính là muốn xem suy nghĩ của ngươi thế nào. Mạnh Thiên Sở vô cùng cảm kích, nghĩ thầm lão nhân này đối với ta thật là tốt, gả nữ nhi cho mình rồi lại an bài tiền đồ cho nữa. Tuy rằng cũng là chỉ nghĩ cho nữ nhi, nhưng trên tổng thể vẫn là suy nghĩ cho mình, vội nói, nhạc phụ suy tính nhất định là quang minh đại đạo, Thiên Sở chỉ cần đi theo nhất định là một bước lên mây. Hạ Hồng nghe hắn nói nhăng nói cuội, thật là không có chút nhận thức nào, lắc lắc đầu nói, hiền tế, vi phụ cho ngươi an bài con đường này không phải con đường làm quan, tuy không thể bước lên mây nhưng nếu ngươi làm tốt cũng là rất có tiền đồ. Vậy ư? Mạnh Thiên Sở lại tò mò, xin hỏi nhạc phụ đại nhân cho tiểu tế đi làm việc gì? Mạc Tân. Hạ Hồng vuốt vuốt trầm râu, vi phụ giới thiệu ngươi đi làm Mạc Tân. Vi phụ có một người đồng niên là Nhâm Vi Chiết Giang, Gia Hưng Phố, Bình Hồ Chi Huyện. Hắn nhờ ta giúp hắn tìm một Mạc Tân. Vi phụ giới thiệu ngươi đi, như thế nào? Mạc Tân là cái gì? Mạnh Thiên Sở quanh co hỏi. Mạc Tân không phải là cái gì? Hạ Hồng thấy Mạnh Thiên Sở ngay cả Mạc Tân cũng không hiểu, có chút buồn bực trầm giọng nói, Mạc Tân là cấp quan lại, là người trợ giúp bày mưu tính kế, tham gia vào các chuyện cơ yếu của chủ, viết bản thảo tấu chương, xử lý hồ sơ vụ án, sắp xếp trả lời, liên lạc quan trường. Đơn giản mà nói, Mạc Tân là người giúp đỡ chủ xử lý công việc, dân chúng thường gọi bọn họ là sư gia. Sư gia ư? Mạnh Thiên Sở nở nụ cười.
Người sớm nói là sư gia, không phải ta đã hiểu sao? Sư gia ai mà chẳng biết đây? Chẳng phải họ chuyên phe phải cái quạt giấy ở bên cạnh huyện lão gia thì thầm đưa ra những chủ kiến ngớ ngẩn hay sao? Chức vụ sư gia bắt đầu có từ thời đầu nhà Minh, vì thời đó quy định số nhân sự trong nha môn rất nghiêm khắc, một khi đã xác định thì rất khó thay đổi. Hơn nữa biên chế quá ít mà công việc lại quá nhiều, chỉ dựa vào một mình lão quan gia thì có chết cũng không làm hết được. Thêm vào đó, quan lại Minh triều đều xuất thân khoa cử, bụng đầy tứ thư ngũ kinh, chỉ biết mỗi chính vụ công tác, còn lại đều đại khái làm theo cảm giác. Nhất là những việc như tố tụng, tài chính cần tính, tính chuyên nghiệp rất cao thì rất đặc cắn mai. Cho nên các lão quan gia Minh triều đều tự bỏ tiền thuê những người có năng lực làm phụ tá, giúp đỡ những việc liên quan đến pháp luật tài chính. Quan hệ song phương là thuê mướn, cho nên các lão quan gia, lão gia gọi bọn họ là mặc tân hoặc thầy đồ, tiên sinh, còn họ gọi quan lão gia là ông chủ. Song phương đều là quan hệ bình đẳng, chẳng phân biệt được tôn tư cao thấp, có khi quan trên lại ở vị trí thấp hơn. Bởi vì mặc tân có tri thức chuyên nghiệp, tới trợ giúp quan lão gia xử lý chính vụ, cho nên nha dịch cùng dân chúng gọi họ là sư gia. Ấn tượng của Mạnh Thiên Sở đối với sư gia rất là không tốt, vì những hình ảnh hắn được xem trên truyền hình mà phần lớn đều là vô căn cứ. Kỳ thật, trong lịch sử, tuyệt đại đa số sư gia đều rất chính trực. Trong nhiều tình huống quan gia không xử lý được, toàn bộ dựa vào họ, nha môn mới có thể vận hành bình thường. Bên ngoài, quan gia làm con rối, còn sư gia ở hậu viện quán xuyến hầu hết công việc ở nha môn. Nghe xong, Mạnh Thiên Sở nói, Hà Hồng lắc đầu cười. Hiền tế, ngươi đừng coi thường chức mạng tân này, nếu làm tốt có thể sánh bằng quan lão gia, rất có tiền đồ đó nha. Mạnh Thiên Sở cười nói, cái gì mà rất có tiền đồ, làm sư gia thì có tiền đồ thế nào đây? Hạ Hồng trầm mặt xuống nói, ngươi khinh thường con đường vi phụ chỉ cho ngươi sao? Ngoài những hình ảnh xấu xí của sư gia trong phim ảnh, kỳ thực Mạnh Thiên Sở đối với công tác này không có khái niệm gì. Thấy mặt Hạ Hồng không dám cười nữa nói, tiểu tế không dám, tiểu tế nguyện theo ý nhạc phụ đại nhân an bài. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 1 của bộ truyện tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy đón xem diễn biến của câu chuyện trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.